Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong xung kích trên các mặt trận bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong xây dựng hòa bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tin tưởng ở thanh niên, lực lượng hậu bị của Đảng và là lực lượng cách mạng cho đời sau. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, chị Hồ Tường Vi, Bí thư Đoàn xã Phan, huyện Dương Minh Châu đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, cùng ban chấp hành xã đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức được nhiều hoạt động vì cộng đồng. Chị là nữ cán bộ đoàn tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương. Năm 2014, chị Hồ Tường Phi bắt đầu công tác đoàn tại xã Phan, huyện Chi Minh Châu. Đến năm 2018, chị đảm nhận chức bí thư xã đoàn. Kể từ đó đến nay, bằng sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình và trách nhiệm, chị đã đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã ngày càng đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả nổi bật, luôn được đoàn cấp trên đánh giá cao. Riêng trong năm 2023, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác hội và phong trào thanh niên đã đề ra. Đồng chí Hồ Tường Vi là một cán bộ đoàn năng động, trách nhiệm. Đồng chí có rất là nhiều cái công trình phần việc mà mang đậm màu sắc của tuổi trẻ, góp phần tăng cái tổ chức uy tín của đoàn tại địa bàn xã Phan và huyện Dương Châu nói chung. Đồng chí có rất là nhiều các cái hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ cho thanh thiếu nhi khó khăn cũng như là các nạn nhân da cam, rồi các cái đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật và đặc biệt là các đối tượng thanh niên đặc biệt như là thanh niên sau cai, thanh niên hoàn lương đều được đồng chí Vi cùng với lại xã đoàn xã Phan là chăm lo quan tâm, hướng dẫn tạo điều kiện để cho các đối tượng thanh niên này ngày càng một tiến bộ. Trong thời gian vừa qua thì đồng chí Vi có rất là nhiều cái mô hình cũng như cách làm mới sáng tạo để góp phần làm đậm nét thêm cái phong trào đoàn tại địa bàn xã Phan. Bí thư xã đoàn Hồ Tường Vi luôn xác định học và làm theo Bác ngay từ những việc hàng ngày, những việc nhỏ nhất, không ngừng tu dưỡng đạo đức, đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng để mỗi cá nhân chúng ta đều cần phải luôn nỗ lực học tập và làm theo Bác. Thì đối với bản thân tôi cũng như vậy, luôn có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là trau dồi các cái kỹ năng để phục vụ cho công tác chuyên môn của mình. Bên cạnh đó thì mình cần phải có lối sống lành mạnh, tiết kiệm, giản dị. Và đồng thời thì cần phải tuyên truyền cho người dân, người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và cần phải có lối sống gần gũi, giản dị, biết giúp đỡ, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn để từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Với vai trò là bí thư xã đoàn, chị luôn tích cực đi đầu cùng với ban chấp hành xã đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc học tập và làm theo Bác đã được chị áp dụng vào từng hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách, kỹ năng. Qua đó chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với vai trò là bí thư đoàn thanh niên thì bản thân tôi đã tham mưu cho ban chấp hành xã đoàn cũng như là cấp ủy để triển khai thực hiện tốt các cái hoạt động công trình phần việc bám sát theo kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương đã ban hành ngay từ đầu để có thể định hướng ra các cái nội dung chính cũng như là các lộ trình phần việc để thực hiện cho đảm bảo. Thì trong năm thì chúng tôi triển khai thực hiện công trình thanh niên cũng như là các cái hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ cho thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó có thể giúp cho các bạn có thể vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với mọi người. Chị đã cùng ban chấp hành xã đoàn
chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức các hoạt động đoàn, phát huy được tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và các hoạt động đồng hành chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Trong đó nổi bật như tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn, thực hiện công trình thanh niên xây tặng một căn nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 90 triệu đồng, tổ chức nhiều phần việc thanh niên tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, quan tâm hỗ trợ đến các đối tượng thanh niên đặc biệt như thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến để có hướng giúp đỡ phù hợp, từ đó giúp các thanh niên này tự tin hơn trong cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Bí thư xã đoàn Hồ Tường Vi còn quan tâm đến các hoạt động chăm lo đời sống cho các em thiếu nhi, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, chị đã phối hợp vận động hơn 200 triệu đồng tặng quà, học bổng, nhà ở cho các đối tượng này. Phối hợp nhận đỡ đầu một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi tháng 500.000 đồng. Duy trì thực hiện mô hình tiết kiệm ống tre Bác Hồ để tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trao vốn hỗ trợ lập nghiệp khởi nghiệp 45 triệu đồng cho một trường hợp thanh niên. Tích cực hỗ trợ người dân cài đặt và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, phần mềm định danh điện tử VNEID. Đặc biệt, năm 2023, xã đoàn triển khai sáng kiến thanh niên giới chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền đã được Ủy ban nhân dân huyện công nhận là sáng kiến đạt mức độ ảnh hưởng cấp cơ sở. Trong năm 2023 thì đoàn thanh niên xã Phan đã có triển khai thực hiện sáng kiến là thanh niên với chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Thì nhận thức việc giáo dục tuyên truyền cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thì chúng tôi đã áp dụng các cái cách tuyên truyền phong phú và đa dạng hơn. Bên cạnh đó áp dụng chuyển đổi số để giúp cho các buổi tuyên truyền nó hiệu quả hơn. Cụ thể là đã tổ chức nhiều các cái hội thi trên các cái nền tảng trực tuyến thay vì chúng ta chỉ tổ chức tuyên truyền qua các cái hội nghị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cho các bạn tham gia các cái nội dung tuyên truyền qua cái ứng dụng Kahoot. Nó có nhiều màu sắc cũng như là hình ảnh sinh động, giúp các bạn tập trung, nhận được lượng kiến thức nó tốt hơn so với việc mà chúng ta chỉ tuyên truyền truyền thống. Từ đó thì đã góp phần cho nâng cao hiệu quả cho công tác tuyên truyền tại địa phương. Với những thành tích đóng góp cho địa phương, năm 2023, Bí thư xã đoàn xã Phan, huyện Chi Minh Châu, Hồ Tường Vi đã được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên, đạt giải thưởng 15 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen đạt giải nhất hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2023. Là thí sinh đại diện tỉnh Tây Ninh tham gia hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Trong năm 2023, bản thân chị đã được cấp ủy đánh giá là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phát huy những mặt đã làm được trong thời gian qua cũng như là khắc phục những hạn chế để trong thời gian tới có thể thực hiện tốt hơn. Đặc biệt là sẽ triển khai sâu rộng đến các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ, nắm chắc về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để việc học tập và làm theo Bác có thể thấm nhuần đến tất cả các bạn đoàn viên hội viên tại địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường vận động nguồn lực để có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa các trường hợp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cũng như là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho các em có thể tự tin tiếp tục trên hành trình chinh phục kiến thức của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện để có thể cống hiến, thực hiện các cái công trình phần việc mang đậm màu sắc thanh niên, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương xã Phan ngày càng giàu đẹp và phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bằng sự nhiệt huyết và trí tuệ tuổi trẻ, Bí thư Đoàn xã Phan, huyện Chi Minh Châu Hồ Tường Vi đã và đang cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để đoàn viên thanh niên tại địa phương học tập noi theo. Quý khán giả thân mến, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.